Sudai squam hôm nay tê nâng dương hai tháng quý tiêu sụp quý tiêu sài nâng cao sài quý tiêu nè chma chma sò sò so men mi tay đấy nè để một so men thế này để có thể vào quý tiêu tôi mà chẳng ní cự ní suy tệ bên chỗ chma sà nè dương hiền đồng pi sạch hao ấy mình chẳng chẳng lận tịch phu cứ chữ sài đấy nắng hai sạch cái đá squat sạch mòn cha sạch mòn tôi đi nịt cứ đẹp nè hay tôi đi nịt cứ nắng cứ khăn giống như nhầm sạch này khâu ạ có đây bạn khâu ạ đẹp nè sạch mòn hay miền cái tiết anh ấy sạch cái anh nắng prahat sạch cô mít tu bồ được yes nè dư ni cứ nó mi tu bồ được yes nó về ni vẫn sạch kê sạch chụp hay sạch chụp bữa tạ ni cứ hôm nay nó tu cọ hôm nay vá chăng hay chăng chung ni nó bự bự yes nè hôm qua ni có đây vào mà đâu xịt thế này có đây vào trời gì hư tôi mà trời gì hư để野菜についてもちょっと復習したい。これはカロット、カロット、ニンジンですね、カロット。で、もやしは教えてないですね。もやしはサンダイブンド、サンダイブンド。で、緑、ちっちゃいの緑の方はなんかネギとパクチーです。香草です。で、香草はチー。で、ネギはスラクトム。はい、まあもういいようですね。このクイティウというスープの中の肉と野菜それだけです。私大好きです。すごく美味しいです。はい、じゃあいただきます。